Để phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng ấy, đặc biệt tại mùa 2 này không chỉ đòi hỏi anh em combo chuẩn, di chuyển hay mà còn là trang bị phù hợp. Để phát huy tối đa nội tại của các tướng anh em chơi, có rất nhiều cách giúp anh em chiếm lợi thế trong trận. Đặc biệt nếu anh em tinh quái trong lối đồ và clip này lý giải điều đó. Tin chắc clip này giúp anh em có thể leo rank mùa 2 dễ dàng hơn. Và em cảm ơn bạn Vũ Đình Trà, comment ý tưởng khá thú vị. Anh em có ý tưởng hay ư? Comment ngay nhé. Và chúng ta đến với top 5 tướng giúp anh em có thể ao chỉnh kỳ địch bằng lối đồ thông minh tại mùa 2 này. Đón mùa hè thật bùng nổ cùng TNG Shop cho viên nào anh em ơi. Giảm ngay nóng bức với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, tăng ngay tiền khuyến mại lên tới 2 triệu đồng khi truy cập shop, khuyến mại 50% giá trị cho nạp thẻ cào, 25% cho nạp thẻ ATM và Momo. Kho nick liên quân vô tận đang giảm giá 70%, cơ hội mua nick có nhiều skin AF chỉ với 80k. Số lượng có hạn, nhanh tay truy cập TNG Shop cho viên để nhận thêm nhiều ưu đãi ngay nào. Thứ nhất, Thon là sát thủ anh em rất là quan tâm và điều anh em comment hỏi nhiều nhất đó chính là lối đồ mới của Thon tại mùa 2. Liệu Thon nên dùng kiếm Mora hay là dùng diệt thần cung? Ok, vào việc ngay. Chúng ta cần chú ý Thon sử dụng cho mình cơ chế có thể nói là độc nhất vô nhị ở trong game. Khi bộ thức không bị ảnh hưởng bởi thời gian hồi chiêu mà chuyển đổi trực tiếp hồi chiêu đó thành công vật lý. Vậy thì có nên lên diệt thần cung cho Thon và bỏ đi kiếm Muramasa hay không? Anh em sẽ có câu trả lời sau ví dụ này. Vì kiếm Muramasa sử dụng cho mình là 10% hồi chiêu, còn diệt thần cung là không có. 1 giây hồi chiêu 15% cộng 10% hồi chiêu của kiếm Mora là 20% tổng. Thêm công vật lý của Mora có là 75 công vật lý thêm 20% nhân với 4 đó chính là 80 công vật lý. Vậy thì giày với kiếm Mora cho Thon là 155 công vật lý. Anh em chắc biết Thon đạn tím nó dựa ở phần trăm máu đúng không? Mỗi 100 công vật lý của Thon tăng thêm 100 máu tối đa kẻ địch để gây thêm đam. Đó là giải thích cho việc TNG thích lựa chọn Thon với kiếm Mora vẫn phê hơn. Và tự ưu được đam tay, vừa tự ưu đam sát thương phần trăm máu tối đa lên kẻ địch khi các bạn bắn đạn tím và trị tanh khủng hơn. Trong khi diệt thần cung, cho anh em đọc qua rồi, không có hồi chiêu, các anh em cần đọc và nghe ký nhá. Đòn đánh thường kèm 50 công vật lý và 100 công vật lý với tướng đánh xa. 100 công vật lý này nó không phải là công vật lý cộng thẳng vào tướng như ở bên vương giả Vinh Diệu, mà chỉ là thêm 100 công vật lý và nó chịu giảm bởi giáp kẻ địch nên anh em thường thấy gây 70-80 đam chứ không phải là 100 đam. Vậy suy ra, đồng ý là diệt thần cung bắn cũng phê đấy, nhưng Thon với kiếm Muramasa và đạn tím vẫn bắn tay sướng hơn. Đó là ý kiến của TNG thôi. Còn anh em bet Thon, đừng quên comment để lại ý kiến của anh em để cùng tranh luận nhé. Bản thân TNG ấy, test Thon diệt thần cung rồi, bắn cũng phê đấy, nhưng khả năng chơi từ 100 máu tối đa của nó chưa bằng kiếm Mora được. Với việc mùa 2 này khi bạn đi đường rồng ấy, có thể kiếm được nhiều vàng hơn từ việc các bạn hạ mấy con lính đánh xa, tăng gấp đôi vàng nhé. Giúp cho việc lớn của vị tướng này càng nhanh, đặc biệt nếu bạn sử dụng thêm luyện kim. Thon là xạ thủ không quá hợp để di chuyển liên tục qua lại nếu bạn không có trợ thủ bảo kê. Vậy nên trước thứ tư ấy, cứ farm rồng đi, rất là nhiều vàng. Chúng ta dùng liệu ma chú và luyện kim, nâng mắc chưa một bổ trợ tốc biến nhé. Thứ hai, Cafeni xây cung tà ma giảm sức mạnh, găng tay cũng giảm nốt cái tỷ lệ chí mạng. Số phận Cafeni mùa 2 sẽ đi về đâu đây? Anh em biết đó, tốc độ đánh cao bao nhiêu ấy, 150% hay là 200% tốc độ đánh, Cafeni đều không bắn đại liên hay đại bác nhanh hơn. Vậy vì sao Cavani vẫn nhiều anh em lựa chọn tội đánh? Vì cái lượng tội đánh này sẽ được chuyển trực tiếp thành công vật lý cho Cavani khi anh em bắn đại liên để thể chăn dắt kẻ địch phá trụ dạ lực. Các món đồ được anh em vận dụng để gia tăng tội đánh cho Cavani như là giày du mục nè, vũ đông tán, song đao, kiếm phân niệm. Đặc biệt tại mùa 2 này, diệt thần cung là một món trang bị được Cavani rất ưa chuộng, đặc biệt với những thuộc tính cực ngon như là tốc đánh, công vật lý, chí mạng và đặc biệt là xuyên giáp theo phần trăm máu lớn. Tức là Cavani và Thon ấy hoàn toàn khác biệt nhé. Và thường thường anh em chơi Cavani ấy sẽ lên thần cung ở slot thứ 4 hoặc là slot thứ 5 nha anh em. Vì đa số chúng ta sẽ chơi thánh kiếm nè, sau đó là chơi kiếm phân nia hoặc là vũ đúc tàn, sau đó mới tới diệt thần cung. Vậy anh em sẽ hỏi là lên ngay ở slot 2 có được không TNG ơi? Được nhá, nhưng TNG nghĩ rằng một là kẻ địch rất là trâu, thứ hai là huyết cung cấp độ 2 mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện thánh kiếm và các món trang bị còn lại. Tới slot thứ 4 hoặc là thứ 5 ấy, chúng ta mới up lên đồ diệt thần cung cấp 3 sau. Với tinh linh ở đoạn đầu, anh em thể dễ dàng đè những xạ thủ tầm tay ngắn thiên về dạng dùng chiêu như bọn Hete nè, Thon, Bio, Zone. Và ở tại 12, khi mà lượng kinh tế ở đường rồng vượt trội hơn hẳn so với mid thì việc có nhanh những món đồ chân phái càng được anh em đẩy mạnh. Đặc biệt khi mà cung tà ma, một món đồ khá ưa thích của Cavani bị giảm giá tiền, mặc dù là giảm chút chỉ số nhưng mà giá tiền giảm là vui rồi anh em. Để có thể ao nhây kẻ địch hiệu quả bởi vì thông số chỉ số đơn vậy mà, hút máu vẫn căng. Hoặc là kẻ địch lắm tanh ấy, các bạn có thể đổi cung tà ma thành kiếm phân nia bắn cho nó phê. Điều Cavani sợ nhất ở kẻ địch đó là việc nhiều hữu ứng khống chế và một phần nào đó là khả năng sốc và thương, vì dù sao cô nàng ấy cũng chỉ là một xạ thủ thôi. Còn đối với những kẻ địch trâu ở khu vực rừng hay là trợ thủ khó chịu thì anh em cần phải vận dụng tốt chiêu 2 hỏa tốc biến tốc hành để có thể trả đam và chăn dắt hiệu quả. Để có thể liên tục di chuyển giữa đường rồng và đường mít để farm ấy, các bạn cần một trợ thủ cứng đi trước như là bọn Badum nè, Omen. Anh em phải tận dụng phi hiệu tinh linh hỏa thanh thuần nhé, nâng mắc chiêu 1 bổ trợ tốc hành hỏa tốc biến. Dạng này chúng ta còn một vài cái tên nổi bật như là Hayate, Alan đều cơ chế chuyển tốc đánh thành những lợi thế to lớn.
Thứ ba, Elsu lại có thêm một cái cơ chế độc và lạ về khả năng chí mạng. Một vị tướng có cơ chế độc nhất khi không thể có đòn đánh nổ chí mạng dù có mắc 100 tỷ chí mạng. Với nhiều anh em không quá tìm hiểu kỹ về Elsu, khi thấy dù không thể nổ chí mạng nhưng vẫn có nhiều người chơi Elsu lên có món trang bị nhà thánh kiếm nè, vũ đúc tàn ở slot thứ tư thứ năm sẽ bị kiểu là ơ mày bị ngu à, biết chơi Elsu không đấy. Và chính Tiên Di đã đọc được một bạn khán giả bình luận: Tiên Di ơi, Elsu lên thánh kiếm làm cái gì, bỏ nó ra đi, thánh kiếm sẽ rẻ hơn so với việc các bạn lên hai nanh cho Elsu. Tức là chúng ta có một nanh rồi nhưng mà muốn lên thêm nanh thứ hai ấy, thì Tiên Di nghĩ rằng thánh kiếm không tệ. Khi các em chỉ cần phải bỏ ra là 2.120 vàng cho thánh kiếm thay vì 2.950 vàng cho nanh Sunny thứ hai. Với một phép toán nhỏ thôi, thánh kiếm cung cấp cho anh em 175 công vật lý với 100 công vật lý mặc định và 2500 chí mạng được chuyển thành công vật lý cộng thêm. Đương nhiên nanh ấy thì vẫn phải lên, mà thánh kiếm ấy đa số anh em sẽ lựa chọn ở slot thứ 5 hoặc thứ 6 hay là thay bằng vương tàn thôi. Chẳng qua TNG giải thích cho một số anh em chưa hiểu về đồ này. Anh em cần biết 1% chí mạng sẽ đổi lại cho Elsu là 3 công vật lý, giúp những tình huống biến kích thêm phần uy lực. Kể cả anh em dùng bảng ngọc 10% tỷ chí mạng vẫn được cho Elsu cơ mà. Ở tại mùa 2 này liên tục là những câu hỏi Elsu lên diệt thần cung khỏe hơn hay là lên kiếm Mora ở slot 2 đây TNG ơi. Nhưng TNG nhắc lại, Elsu gần giống Thon. Elsu không quá phụ thuộc vào diệt thần cung, anh em vẫn có thể lựa chọn kiếm Mora thay vì lên diệt thần cung. Vì sao ư? Thứ nhất, đầu game kiếm Mora ít hơn, chỉ có 2.000 vàng thôi. Anh em có ngay 40% xuyên và 10% hồi chiêu để ngắm đĩa rồi. Còn diệt thần cung là 3.000 vàng nếu các bạn muốn có 40% xuyên giáp. Như thế với một Elsu chuyên ở bắn tay ấy, sẽ là bất lợi và khó lăn được tuyết hơn. Ở tại mùa 2 này, diệt thần cung thì những anh em chơi Elsu mà ngắm bắn không quá tốt, đặc biệt đội hình kẻ địch không nhiều hiệu ứng khống chế lẫn tay ngắn, sẽ giúp cho Elsu có thể bắn thường hiệu quả hơn nhiều so với kiếm Mora nhé. Diệt thần cung vẫn sẽ đảm bảo cho anh em 100% xuyên giáp với Elsu cũng như quả nội tại đây, và công vật lý vượt trội với Mora, đặc biệt là 30% tốc độ đánh. Nhưng nó là 3.000 vàng chứ không phải là 2.000 vàng. 3.000 vàng ở slot 2 với 2.000 vàng ở slot 2 nó hoàn toàn khác nhau nha anh em nhá, chứ không phải là ở slot 4 hay slot thứ 5 nó khác biệt. Vậy sau khi TNG giải thích cho anh em Elsu Mora và Elsu diệt thần cung, anh em bình luận ngay nhá, anh em sẽ lựa chọn loại nào? Giống các vị tướng xạ thủ khác thôi, Elsu Rồng ấy sẽ farm được nhiều cái lượng vàng hơn. Và nếu làm tốt, các bạn hoàn toàn thể đóng băng lính kẻ địch để kẻ địch không thể dứt điểm những tân lính để farm viên kích chính xác. Chúng ta sử dụng thần quang và luyện kim, nâng mắt chiều 2 với những tay xạ thủ thiện xạ. Còn không ngư, kẻ địch quá nhiều tàng hình, hãy nâng mắt chiều 1 để kiểm soát sớm tầm nhìn nhé, bổ trợ tốc biến. Thứ tư, John. Ngoài cái yếu tố cơ bản mà anh em từng thấy để có thể gây đam lên kẻ địch nhà xuyên giáp, địa chiến mạng, sát thương chiến mạng, còn một yếu tố vô cùng quan trọng đó chính là sát thương phần trăm máu tối đa kẻ địch. Tốc đánh cũng giúp cho John có thể kích nội tại và rỉa nội tại nhanh, lợi hại hơn. Và John là một trong xạ thủ để anh em quan tâm tại mùa 2 này khi rất là nhiều anh em hỏi là diệt thần cung có hợp với John này không? Câu trả lời có ngay cho anh em đây. Với nội tại, John có khả năng kéo máu kẻ địch ở đoạn late game với 1 hay 2 lần vô tận tên là điều quá dễ dàng. Và để tăng hiệu quả cho John ấy, anh em thể hướng tới hai trang bị là kiếm Fenrir và nanh Fenrir. Vì thường với một tân sấy của John ở đoạn cuối thì tân 2 ấy là lúc nanh Fenrir lên tiếng mạnh mẽ. Và khi kết hợp với kiếm Fenrir thì nội tại kể cả những Scott, Toro cũng phải khóc thét nhá. Đó chính là chơi 100 máu mà. Và tại 12 này, diệt thần cung để cho John ở đoạn đầu thêm phần mạnh mẽ hơn. Vì trang bị này ấy, cung cấp những chỉ số thành phần John cứng ngon. Đây là vị tướng này cần nè, tốc đánh nè, xuyên giáp và công vật lý lớn. Đấy là TNG đang nói huyết cung cấp 2 nhé anh em. Và sau đó chúng ta phải ưu tiên lên thánh kiếm. Có hai cách lên đồ diệt cung cho John. Một là lên đồ cấp 2 trước, sau là áp thánh kiếm và áp các trang bị khác. Thứ hai, lên diệt cung ở slot thứ 4 và thứ 5 sau trang bị quan trọng nhà thánh kiếm. Một đồ tốc đánh có thể là song đao hoặc là kiếm Fenrir. Sau đó mới hướng tới là diệt cung. TNG thích cách thứ hai hơn. Còn anh em thì sao? Thích lên diệt cung cho John ở slot nào? John là xạ thủ đánh kiểu là một đường điển hình vì cái độ cơ động chạy đường là khá tệ nhá, có thể dễ dàng bị chặn lại để lấy trụ. Anh em trước di chuyển có phải check bản đồ, check bụi liên tục, có thể tận dụng chiêu 2 nè, có thể đảm bảo cho anh em dễ dàng hơn. Đặc biệt khi các bạn cầm luyện kim cho John ấy, sử dụng chiêu 2 rồi anh em thể gia tăng lượng vàng nhanh chóng. Nâng mắc chiêu 2, bổ trợ tốc biến, vàng là số 1 nha anh em. Hên quá, vàng đừng dùng bây giờ ấy, lính đánh xạ tăng gấp đôi cơ mà, lại cực phê. Bên cạnh John chúng ta có một số vị tướng chơi 100 máu đáng gờm như là Slim, Greenup và một vài cái tên khác anh em bổ sung dưới phần bình luận nhé. Thứ năm, Roxy là một đấu sĩ thiên hướng tank. Nhiều anh em thắc mắc là con này lên nhiều phép được không? Rồi lên full phép liệu có mạnh, không chế có ổn?
sao giải họ đánh bất tử, còn em ấy vào nó tranh chưa gì bị tỉ hết máu rồi. Chúng ta cần biết rằng bộ thức của Rosy về cái mặt sát thương hay là tăng khả năng chống chịu đều dựa vào máu tối đa của cô nàng này. Cụ thể nhá, nội tại là 40 máu ấy giúp cho Rosy có thể tăng rất là nhiều công phép. Khi kết hợp với chiêu 1, các bạn có thể đốt máu kẻ địch rất đau. Bên cạnh đó, cái độ dày của lượng giáp chiêu 2 phụ thuộc hoàn toàn vào cái lượng máu tối đa mà Rosy có, 8% mà anh em. Ví dụ nha, Rosy có 12.000 máu thì các bạn tính đi, à thôi là 10.000 máu đi, thì 8% của 10.000 máu là khoảng 800 một cái gì nữa đúng không nào. Dù các bạn đi solo hay là trợ thủ ấy, thì những món trang bị cơ bản cần thiết để có thể gia tăng cái lượng máu lớn như là kiếm truyền, giáp A, đặc biệt là phù chú thủ sinh với 2.000 máu được cộng thẳng nhé. Dù ở tại 11 hay là 12 này thì sự ống chịu dựa vào máu tối đa bao giờ cũng ngon hơn hết. Tại sao ư? Vì chúng ta bây giờ phải đối mặt với quá nhiều vị tướng gây sang chuẩn hoặc là chơi 100 máu như là bọn Hete nè, đúng không? Máu càng nhiều càng khỏe càng phê. Chơi Rosy là chiêu cuối, các bạn phải để bắt chủ được kẻ địch được nhé. Đấy là mấu chốt. Hoặc là dùng chiêu cuối để thể bảo kê xạ thủ đội nhà trước bọn sát thủ hoặc là các kẻ địch băng xả vào. Anh em để tận dụng phiêu mộc giáp nè, nâng mắc chiêu 1 bổ trợ tốc biến. Ngoài Rosy, chúng ta có một vài cái tên rất là hay về cơ chế như là Thane nè, Skirt, Suman, Mina, Tara, Senia, Rumbua. Máu càng nhiều đam càng to, đừng thấy lên tanh mà chủ quan nhé. Vậy là TNG đã tổng hợp lại cho anh em những phương án tối ưu sức mạnh mà nhiều khi anh em đã bỏ qua và chưa tận dụng tốt, và có thể các bạn đang thắc mắc. Vậy thì anh em có ý tưởng gì hay ư? Comment ngay nhé. Tin chắc một vài xạ thủ TNG đã giải thích cho anh em về lựa chọn diệt thần cung ở shop nào và dùng Mora hay là dùng diệt thần cung rồi. Like video ủng hộ TNG ngay nào.